Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với một video nữa của Mi. Trong video ngày hôm nay sẽ là Get Ready With Me để đi date. Như thường lệ thì buổi sáng Mi sẽ sử dụng sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt Mi đang sử dụng là của Free Plus. Đây thật ra là kem tẩy trang, nhưng mà khi Mi sử dụng vào buổi sáng thì cảm giác là da rất là nhẹ, nhưng mà vẫn lấy đi những cái cặn skincare và cũng như những bụi bẩn của tối hôm trước. Đây là texture của cái kem rửa mặt này. Tiếp theo đó thì sẽ đến phần toner. Toner mình đang yêu thích là của Some By Mi. Đây là Propolis B5. Đây là toner dạng đặc có chứa mật ong. Vì toner này là toner dạng đặc nên thường thường mình sẽ lấy ra tay, sau đó thoa đều và áp lên mặt. Điều mình thích nhất của em này là mùi mật ong rất là ngọt và dễ chịu. Và texture của em này rất là lạ. Khi mà mọi người apply lên tay thì cảm giác nó sẽ hơi đặc như thế này, nhưng mà thật ra khi mình tán ra thì nó sẽ trở thành texture nước, nó sẽ tan rất là nhanh vào da, không gây bết dính hay rứt da, ngược lại khô rất là nhanh. Nếu bạn nào theo dõi TikTok của Mi thì cũng biết Mi sử dụng em serum này được gần 2 tháng nay rồi. Đây là của Some By Mi luôn, đây là cũng là dòng Propolis B5. Thì trong em này chứa những cái hạt vàng li ti á, nên là cảm giác serum rất là high end luôn. Và tương tự như là toner, khi mà các bạn tán ra tay á, thì nó sẽ trở thành một cái dạng nước và thấm rất nhanh vào da của mình. Và Mi cũng vừa mới tậu thêm một em, đây là của Some By Mi, đây là dạng kem, nhưng Mi chưa sử dụng nên là hôm nay Mi muốn làm một cái first impression của cái em này. Vì hôm nay là buổi sáng nên mình biết là tí nữa thì những cái vùng chữ T của mình sẽ ra dầu nhiều hơn bình thường. Do đó thì mình sẽ xài kem dưỡng ít lại một chút và chú ý những cái vùng hơi khô hơn như là má và cái khóe miệng này. Mùi thì khá giống cái mùi của toner. Hai cái bạn này là mùi y hệt nhau. Thật ra là serum nó ít mùi mật ong hơn so với toner. Đầu tiên thì mình chắc là sẽ xài hết những cái phần kem ở trên hũ. Môi nha. Kem này thì thẩm thấu rất là nhanh. Khi dùng thì mình expect là kem dưỡng của mật ong thì sẽ là kem đặc, nhưng mà đây là kem dạng gel nên là các bạn mà kể cả da dầu thì cũng có thể xài được. Hello. Dòng Propolis B5 của Some By Mi thì có chiết xuất từ 73% là từ keo ong cùng mật ong ceramide và B5, nên là có nhiệm vụ rất tốt để tăng hàng rào bảo vệ da và giảm kích ứng cũng như là giảm viêm sưng. Nên đối với những bạn mà đang sử dụng treatment thì có thể sử dụng cả bộ của Propolis để giảm mụn đỏ hay là giảm viêm da. Nào, take me so long, but I love you, you're too needy. Tiếp theo đó mình sẽ sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng hôm nay mình chọn là của Anessa. Đây là Perfect UV Sunscreen Skincare Milk. Đây là kem chống nắng dạng sữa, có SPF 50+ và BA4+. Theo mình được biết đây là chân ái cho những bạn da dầu, nhưng mà mình rất là thích sử dụng em này tại vì nó khô siêu nhanh và mình có thể sử dụng làm lớp lót cho makeup, nên là hôm nay mình sẽ sử dụng em này làm kem chống nắng của mình. Cùng với công nghệ Auto Booster giúp chống UV tự động và mạnh mẽ hơn khi gặp nước, mồ hôi, nhiệt độ cao và độ ẩm. Đối với những ai hay ra mồ hôi thì em này rất phù hợp vì có Very Water Resistant giúp chống trôi nước đến 80 phút. Em chống nắng này có kết cấu dạng sữa, mỏng nhẹ, khô nhanh nên mình sẽ dùng làm lớp lót trang điểm luôn. Và mùi hương bạn này thì có mùi hơi trái cây một chút nên rất là dễ chịu. Như thường lệ, bước make up đầu tiên sẽ là concealer. Concealer Mi đang vẫn rất là thích là của Clio. Và mình sẽ bôi những cái vùng mà nghe hay bị thâm như là dưới mắt, một chút ở mũi, một chút ở cằm. Tiếp theo đó thì dạo này mình hay bôi ở trên cái đường mắt này nữa, highlight mắt một tí. Cái này là mình học ở trên TikTok. Sau đó mình sẽ dùng mousse của Cushion tán ra. Tiếp theo đó mình sẽ sử dụng Cushion lên toàn bộ mặt. Và cách apply cushion thì sẽ chấm một ít như thế này, sau đó tán đều bông mút lên đây. Và mình sẽ có một lượng cushion đầy đều và đủ ở trên cái lớp mút này, sau đó mình sẽ tán nhẹ vào da. Và cushion lúc nãy mình sử dụng là của MAC. Đây là màu NC15 Studio Fix Complete Coverage Cushion Compact. Cái này thì cũng có thêm một lớp kem chống nắng nữa, nên là da mi bây giờ sẽ được double bảo vệ từ hai kem chống nắng. Và bây giờ sẽ đến với phần mắt. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái màu kem nhạt này lên toàn bộ mắt. Tiếp theo đó mình sẽ sử dụng màu má hồng kem này lên toàn bộ mắt thêm một lần nữa. Tiếp theo đó thì mình sẽ kẻ mắt bằng màu hồng của đảng Renaissance. Mình chọn màu hồng này. Theo mình sẽ sử dụng màu kem tuyến vàng này cho phần giữa mắt. Và sử dụng màu vàng kem tuyến đó cho 2/3 mắt dưới. Tiếp theo mình sẽ sử dụng gel liner để kẻ miếng mắt trong. Sau đó mình sẽ bấm mi và chút mascara off camera một chút nha. Hôm nọ mọi người chưa rõ cách mi gắn mi giả, nên hôm nay mình sẽ giải thích lại cho mọi người. Đầu tiên mình sẽ lấy một cọng mi giả, sau đó mình sẽ cắt sao cho vừa mắt của mình, lấy khoảng bao nhiêu đây lông mi, bôi lên phần trên của lông mi như thế này. Mọi người lưu ý là nhớ chỉ bôi lên phần trên của lông mi thôi nha. Tại vì nếu mà mọi người bôi như phần dưới thì nó sẽ bị dính vào cái phần mi dưới này thì không mở mắt được đâu. Nên là chỉ cần bôi ở phần trên là được rồi. Sau đó mình sẽ đợi cho nó khô hơn bình thường một chút. Và mở mắt to nhìn xuống. Mọi người thể thấy cái phần mí trong của mình đó. Thì chỉ cần áp cái đường của cái mi giả vào cái phần mí trong thôi là đã ok rồi. Sau khi đã áp xong thì mình sẽ nhấn lên để hai mi nó được quyện vào nhau tự nhiên hơn. À, tan tan, đó là cách mi gắn mi trong của mi. Nó rất là tự nhiên á, giống như là đi nối mi á, và rất là nhẹ, không có bị cộm khi mà các bạn phải nhắm mắt hay là gì hết. Theo đó thì để mắt trong long lanh hơn một chút thì mi sẽ kẻ một đường eyeliner kim tuyến trong này của mắt. Và 1/3 khiến mắt yếu. Tiếp theo mình sẽ kẻ một đường eyeliner thật mỏng màu nâu. Để phần má của mình có độ sâu hơn thì mình sẽ sử dụng hai màu. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu hồng nhạt. Đây là của Bobbi Brown. Mình sẽ sử dụng với phần dưới này thôi. Mình sẽ đánh ở phần giữa má trước. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng màu của Givenchy. Và đừng quên cho một ít lên phần chóp mũi để nhìn nó kiểu plushy hơn một chút. Đến với phần môi thì mình cũng sẽ thích môi ombre hơn. Do đó lớp đầu tiên mình sử dụng là màu 007 của Dior Lip Glow để dưỡng môi. Sau đó mình sẽ sử dụng màu hồng đất của S4 vào lòng môi. Và thay vì bặm môi thì mình sẽ sử dụng một cây cọ để mình tán ra. Tan tan, và đây là make up lúc cuối cùng. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem thử 4 outfit bình thường mình hay phối để đi hẹn hò sẽ nhìn ra sao. Mọi người cùng đón xem nha.